Dự đoán tỷ số Argentina-Croatia bán kết World Cup 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá, nơi cập nhật thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây là dự đoán tỷ số Argentina và Croatia trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12. Đội tuyển Argentina và Croatia cùng giành chiến thắng nghẹt thở để giành vé vào bán kết World Cup 2022. Trong khi Croatia hạ Brazil tỷ số 4-2 trên chấm đá luân lưu 11m và 1-1 trong 120 phút thi đấu, thì Argentina cũng thắng Hà Lan tỷ số 4-3 trên chấm 11m. Những chiến thắng trên chấm đá luân lưu giúp Argentina và Croatia nối dài thành tích 8-11m ấn tượng tại World Cup. Argentina có lần thứ 5 đánh bại đối thủ bằng luân lưu nhiều nhất ở sân chơi World Cup. Theo thống kê, Argentina ghi ít nhất 2 bàn trên trận ở 6 trên 7 trận gần nhất tại World Cup. Thực tế trên cộng với việc 3 trận đấu gần nhất giữa hai đội đều có 2 bàn trở lên là cơ sở tin trận đấu tới sẽ có nhiều bàn thắng. Croatia thể hiện tinh thần bản lĩnh khi xuất sắc đánh bại Brazil đứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Với ngôi sao Luka Modric trong đội hình, Croatia hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng trước Messi và các đồng đội để vào chơi trận chung kết. Dưới đây là tỷ lệ châu Á trận Argentina-Croatia. Argentina đang thi đấu ngày càng hay tại World Cup 2022 với những trận thắng liên tiếp. Ở tứ kết, dù phải chạm mặt Hà Lan, nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn chơi ấn tượng và xuất sắc có được tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, dù không đánh giá quá cao tại giải đấu lần này, nhưng Croatia lại đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới đây, Modric cùng các đồng đội đã quật ngã ứng viên số 1 cho chức vô địch là Brazil ở tứ kết. Với những gì đang trình diễn, Croatia hứa hẹn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Argentina tại bán kết World Cup 2022. Tuy nhiên, cũng cần biết đại diện Nam Mỹ luôn là đội bóng chơi biết mình biết ta và họ chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm mà Brazil mắc phải. Ngoài ra, họ cũng sở hữu tấm bùa hộ mệnh mang tên Lionel Messi. Dự đoán tỷ số Argentina và Croatia: Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Croatia. Bạn nghĩ sao về tỷ số trận bán kết 1 giữa Argentina và Croatia World Cup 2022? Hãy chia sẻ những ý kiến bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.